Kênh đồ xưa cũ bên Thái Thanh Bình mến chào tất cả các bà con đang xem kênh. Tiếp tục với clip mới nhất hôm nay, các em có giao lưu với bà con một số cây bonsai nha, bà con một số cây mini giá rẻ nha. Đó, gồm có như là linh sam, chú thủy, cần thăng nha bà con. Đó, bữa nay những cái mặt hàng mini giá cũng khá dễ chơi, cũng có một số cây đầu clip thì giá mà chung nha bà con. Đó. Rồi, mã số 1 đầu tiên là em có một cây da đen lá lớn nha bà con, mai chú thủy nu da đen lá lớn nha. Hàng này rất là dài nha, mặt cắt thì đó liền hết rồi đó. Bữa nay là mã số 1 á, không có chữ cái nha bà con. Rồi em đo thông số chiều cao cây luôn ha, chiều cao của cây từ mặt bầu lên tới trên đỉnh ha là 64 đó, tổng cái chiều đổ xuống như vậy là 65. Cây này là cây dáng dân nhân nha bà con đó, cây một cái cành rớt rất là đẹp nha đó, cốt cành nó rất là già rồi đó, mặt cắt thì nó đã liền rồi. Cái này nuôi khá là lâu rồi nha bà con. Rồi em đo cái hoành vị trí này nha, cái hoành vị trí này là 26. Đây, tổng cái hoành cũ này là 39 nha. Rồi em quay một vòng nha. Đây, cái này rộng chữ C ha. Đó, lên đây thì nó một cái cành rớt xuống rất là đẹp luôn. Phơm tàn thì đã ấm mịn rồi. Đó, cái này chỉ cần mình cool mình tỉa là mình chơi thôi. Đó. Cây dáng này dáng nhân nhân nha bà con. Mã số 1 này thì em giao lưu với bà con có giá là 2.700.000, em bao ship toàn quốc nha. 2.700. Tiếp theo mã số 2 là một cây cần thăng dáng quái nha, cốt cành khá lớn rồi nha. Đó, thì bà con có ưng ý những cây nào liên hệ qua số điện thoại của em là 0939442212, em có để trên cái màn hình nha bà con. Đó, để trên cái màn hình xem ha. Đó. Rồi em đo thông số nha. Đó, chiều cao của cây này vị trí này 30, tổng chiều dài tán là 33 nha. Rồi em đo cái cũ ha, cái cũ em đo vị trí như gì là 31 nha. Cái cũ này rất là quái nha. Đó, hai cái rễ dưới bắt đầu nó nhỏ lên, cái cũ rất là quái. Hàng này được sửa thân sửa đế từ nhỏ nha bà con. Mã số 2 này thì em giao lưu bà con có giá là 650.000, em bao ship toàn quốc nha bà con, cần thăng nha. Tiếp theo mã số 3 là một cây kim quýt nha. Ở kim quýt này thì cốt cành nó cũng đã ra một nước dây, nó hết dây nha. Ở cũng khá lớn, cây dáng rất là quái luôn, nằm ở trong cái chậu kiểu này nha. Đây, em quay cái mặt tiền qua em đo cho bà con mình xem nha. Đây, chiều cao cây đó là 22, tổng chiều dài tán như là 31, tán ngang như gì là 20. Ở cái hoành vị trí này là 11 nha bà con. Đó, 750.000 em ship luôn cái chậu này cho bà con ha. Này dình ghép tiểu cảnh rất là đẹp nha. Rồi tiếp theo mã số 4 là một cây sam 86, rất là già cây, quái cây luôn. Cái này nuôi cốt cành khá là lớn rồi nha, cốt nó rất là lớn nha bà con, nuôi cũng khá lâu rồi. Đó, chiều cao đó là 35, tổng cái chiều dài tán đó là 34. Cây này thì làm rất là nét nha, nó phơm tai tán rồi làm rất là nét ha, chi tiết rất rõ ràng nha bà con. Tổng cái hoành đế hai thân là 13 nha. Đó, cái thân này nó quyện theo thân này làm từ nhỏ tới lớn ha, rất là già luôn. Mã số 4 này em giao lưu bà con giá là 600.000, em bao ship toàn quốc nha. Đó, luôn cái chậu nha. Tiếp theo là cái tiểu cảnh nha. Cái này là cái gừng dân thân. Đó, cây này là sam hương nha bà con, rất là đẹp luôn. Đó, chiều cao của cây đó là 22, tổng chiều dài tán như là 26 nha. Đó, bà con mình xem kỹ nha. À, có gì thì liên hệ qua số điện thoại em, gửi thêm hình ảnh chi tiết, mình kết bạn Zalo nha, gửi thêm hình ảnh chi tiết để mình xem cho nó dễ một chút nha bà con. Đó, rồi em đo cái hoành vị trí này nha, cái hoành là 8 nha. Đây như là một cây cầu nha bà con, nó bắt như một cây cầu ha, nằm trên một tiểu cảnh khá là nhỏ nhắn ha. Cái này thì em giao lưu với bà con có giá là 600, em bao ship toàn quốc nha bà con. Rồi thêm một cây sam nhỏ nữa. Rồi tiếp thêm có một bộ là hai cây, ở một cây 86 ha và một cây bồng sẫm ha, cây trà phúc ký nha, đang lên bông lên trái rất là gỗ luôn. Một cặp này thì chỉ có 450.000 thôi nha bà con. 27 là chiều cao, ở chiều ngang là 28. Cây này là sam song hình ghép 86. Đây, cái hoành vị trí này là 16 nha, hoành cũ chiều cao là 15, tổng chiều dài tán là 25. Đây, nó đang lên bông lai gai, dòng này thì lên bông thường xuyên nha bà con, cây rất là già rồi. Đó, một cặp combo gì là hai cây gì thì giá chỉ có 450.000, em bao ship toàn quốc nha bà con. Đó, bà con mình xem kênh thấy hay, đã chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ ha, để em làm những clip mới nhất cho bà con mình tham khảo mình xem nha bà con. Đó, tiếp theo là một cây sơ ghi ha, dòng cây ăn trái nha bà con. Dòng này thì cũng đã già cây à, nó cũng từng có bông có trái rồi nha, được sửa thân sửa đế từ nhỏ nha bà con. Đây, mặt tiền cây ha, chiều cao như là 36, tổng chiều dài tán như là 63 nha. Cái hoành em lấy vị trí này ha, sát cổ rễ là 16. Đây, cái hoành cũ là 20, ở hoành đế đây là 28. Cây này là nằm ở trên một cái chậu xi măng này ha, cái này là xi măng thôi nha bà con. Thì em giao lưu với bà con giá 1.300.000 ship cái chậu này luôn, về bà con thể là mà đắp gông hoặc nhiêu lên
là những cái điểm cảnh đẹp nha. Đó, tiếp theo là một cái sa mương Đài Loan nha. Đó, cái này thì đúng là con giá chỉ 1,5 triệu luôn cái chậu này nha. Cao như vậy là 32, tổng cái chiều dài tán gì 44, tán ngang như vậy đó là 230. Đây cái này thì cái hoành vị trí này là 15 nha. Nó phơm tàn ấm mịn rất là đẹp nha. Ở này trắng trắng này nó bị mà ba cái mà gài ha, nếu có gì em đi em xịt thuốc cái đằng cho nó hết cái giao cho bà con dễ ha. Rồi cái này em giao lúa bà con giá 1,5 triệu mã số 8 nha bà con. Tiếp theo mã số 9 là một chim quýt nha. Cái này thì em giao lúa bà con giá chỉ 400 thôi. Ở về có thể mình bẻ chỉnh sửa thêm cái thích mình, nhưng mà thì đã ra dây hết rồi. Cao như là 31, tổng chiều dài tán như 40. Ở cái hoành này là 10. Đó, cái này thì nó rất là già rồi, nó từng lên trái rất nhiều ha. Ở dòng này rất là dễ lên trái, 400.000 bao ship toàn quốc nha bà con. Mã số 9 nha. Mã số 10 là một cặp Sigo. Cặp này thì em giao lưu bà con giá chỉ 400 thôi. Cao như vậy là 42, nó thấy ngang như vậy là 28. Cái này cao là 33, ngang như vậy đó là 36. Cái này thì đã được vô một nước dây định hình thôi nha bà con. Vậy có thể mình vô mình tiếp tục nha. Đó em đo hoành một cây này nha, 17, 400.000 một cặp, em bao ship toàn quốc, giá này là rất là mềm nha bà con. Đó, em không có thể giảm nữa nha. Tiếp theo mã số 11 là một cây sam hương Đài Loan luôn. Đó, cây này thì phong tàn ấm mịn, lá đã rút rất là nhỏ lại rồi. Đó, này chỉ cần tỉa thường xuyên lá sẽ rút nhỏ lại thôi. Cao như vậy đó là 21, tổng chiều dài tán gì là 43. Đó, cây này thì dàn đế sắp từ nhỏ nha bà con, cái lô này là lô sam sắp đế từ nhỏ nha. Đó, mặt cắt thì cũng đã liền hết rồi. 20 là hoành, cái này em giao lưu bà con giá là 1,6 triệu bao ship toàn quốc nha, 1,6 triệu. Rồi tiếp theo cặp mã số 12, đây là một cây chiếu thủy trung nu. Ở cây này là những cái là rất là già cây à, chiều cao của cây đó là 25, chiều dài tán là 32, tán ngang như vậy đó là 22. Cái này được làm rất là chi tiết nha bà con. Đó, tỉa những cái mâm này đều đều ra trơn rồi, rất là thoáng cây luôn đó bà con mình nhìn ha. Đây ở đây một thớt, đây một thớt ha, chia ra tay tán ha, rất là đẹp. Mini mình làm kiểu này rất đẹp nha. Về mình có thể cắt nhỏ gọn lại cái bầu này để mình vô cái mà chậu nhỏ lại nha. Cái này thì em giao lúa bà con giá 600 bao ship toàn quốc. Đây vàng xương chi đây, rất là già nha. Rồi tiếp theo này bó bầu cho đây nha bà con, mã số 13 đồng giá là 600 luôn nha bà con. Đây mình thấy ha, phơm tay tán rồi rất là mịn ha, cao như là 22, tổng chiều dài tán gì 32. Ở cây này thì vô những cái chậu gọn lại ha, chơi rất đẹp luôn. Đó. Rồi em đo cái hoành vị trí này sát trên đây là 15, cái hoành cũ dưới đây là 21. Cái này thì em giao lưu bà con cũng đồng giá là 600, em bao ship toàn quốc đây ha. Đó, cốt cành rất là dày dặn luôn ha, form rất đẹp luôn. Rồi tiếp theo là một cây me chua nha bà con, mã số 14 đó. Cây này được cái là sữa cũ sữa thân ha, quái rất là quái luôn. Để ghế nôm nha bà con, cao như gì đó là 22, tổng chiều dài tán nó gì 25. Đó, cây này làm sửa cái dáng đổ cho con này một nước dây thôi, nhưng mà nó rất là ra cái dáng đẹp rồi nha. Đó rồi em đo tổng cái hoành cũ nó ha. Đó, cái cũ nó gói trên đây là khoảng 27. Cái này em giao lúa bà con giá 400, về mình ép vô những cái chậu tiểu cảnh ha, rất đẹp luôn. Rồi tiếp theo là một cây trang vàng dáng ba, lưu ý giùm em đó, cây này thì cái rễ nó rung lên đã nhưng sống vẫn khỏe nha bà con. Đó còn cái rễ cứng của nó, rễ lớn của nó đó là nó bị đứt dưới đây ha, nó rung lên. Về bà con mình thay chậu á, kèm luôn xuống một cái cọng dây nhôm này buộc xuống đáy chậu ha, để cho nó giữ nó cứng lại nha bà con. Thời gian thì nó sẽ cứng chân lại thôi. Này nó sống rất là khỏe rồi. Cao như gì là 22, tổng chiều dài tán gì là 32. Cây này có cái hoành vị trí này là 15. Hoành cũ vị trí này là 28. Đây. Cây dáng bay rất là đẹp luôn. Đó, cái này thì em giao luôn con giá chỉ 600.000 thôi, em bó như vậy cho đi ha. Lưu ý giùm em ha, cái này nó rung linh nha. Rồi tiếp theo là một cây trang đỏ luôn, phơm tàn rất là dày đặc luôn nha bà con. Đó, mã 16 nha, cao như vậy đó là 19, tổng cái chiều dài tán là 24, tán ngang như vậy là 20. Đó, phơm tàn ấm mịn rất là đặc đó, ha. Đó, cái gốc này rất lớn nha bà con. Đó, cái củ khá lớn nha. Em ra tổng cái hoành cũ ở đây trước ha. Cái hoành cũ đặt ở dưới đây là khoảng 31 rồi. Đó, còn cái hoành thân ở trên đây là 19 rồi. Đây. Đó, rất đẹp luôn, cái này ép vô chậu nhỏ thì cây rất là lên dáng nha. Đó, 700.000 mã số 16 em bao ship toàn quốc nha. Tiếp theo mã số 17, ở cái này thêm cho lú bà con giá 300 thôi. Ở này về thay cái chậu đẹp đẹp, cái mình cool mình tỉa thường xuyên cái lên tàn dày mình chơi nha. 42 là chiều cao, tán ngang là 44. Đó này một cụm mà lên 4 thân nha bà con, tử quý ha. 37 nha. Rồi cái này thấy thân đại diện nó khoảng 15 nha. Cái này thì em giao lúa bà con 300.000 em bao ship toàn quốc, mã số 17 nha. Tiếp theo mã số 18. 18 là một cái khế chua nha. Khế chua cái khế Nhật ha.
Đó, dòng này thì rất là già cây rồi, cốt cành này xả ra này, xuyên xả dây ra ha, 3-4 cây nha bạn con. Chiều cao như vậy đó là 28, tổng chiều dài tán như vậy là 35. Cái này thì em đi em sẽ tưới một tưới Atomix vô cho tới nó thì cái tượng nó sẽ lú lên đó, nó phun được lên ha. 18 là hoành, tổng hoành đế này đó là 29. Cái này em giao lú bà con giá 600, em bao ship toàn quốc nha. Rồi, mã 18 này cũng là cuối clip, Thanh Bình cũng xin chào và chân thành cảm ơn bà con trong suốt thời gian qua đã ủng hộ. Bà con xem kênh thấy hay, chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những clip mới nhất của em. Em chân thành cảm ơn ạ. Thì hay cho em chào mọi người.